Tối qua tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, Hội chợ Xuân Đà Nẵng năm 2021 đã khai mạc với sự tham gia của trên 200 doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành trong cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Quang Nam đến dự và các ban khai mạc hội chợ. Hội chợ Xuân Đà Nẵng là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại thường niên nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm và phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết cổ truyền. Vượt qua nhiều khó khăn trong tình hình kinh tế năm 2020, hơn 200 doanh nghiệp với 300 gian hàng trưng bày tại Hội chợ Xuân 2021 thể hiện sự cố gắng của ngành công thương cũng như cộng đồng doanh nghiệp với mong muốn góp phần bình ổn thị trường, kích cầu tiêu dùng, giúp phục hồi sự sôi động của hoạt động thương mại sau thời gian ảm đạm do Covid-19. Trong thời gian qua, mặc dù là kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng Heineken Việt Nam rất tự hào là 12 năm liên tục đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng về hội chợ Xuân. Heineken Việt Nam luôn đảm bảo nguồn hàng để cho người dân Việt Nam mua sắm trong thời gian Tết 2021. Theo ban tổ chức hội chợ, năm nay số lượng doanh nghiệp tuy không nhiều như những năm trước, nhưng lượng hàng phong phú hơn và có nhiều sản phẩm mới, mẫu mã đẹp, nổi bật. Mục tiêu của hội chợ là các doanh nghiệp có cơ hội được giới thiệu trực tiếp sản phẩm của mình với khách hàng và các mặt hàng đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Đà Nẵng. Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy giao thương, tìm kiếm đối tác, đơn hàng. Thông điệp là sức khỏe là vàng, để cho người tiêu dùng là yên tâm khi dùng sản phẩm yến xào cao cấp. Trên thị trường ngày hôm nay thì rất là nhiều luồng trái chiều nó về dòng sản phẩm về yến và giá cả nó cũng vô giá. Cho nên là mình muốn nhân cái hội chợ ngày hôm nay là mình muốn tiếp cận đến với người tiêu dùng rất là nhiều để được chia sẻ, để được tư vấn cho khách hàng hiểu nhiều về cái dòng yến xào cao cấp này. Để khách hàng yên tâm khi dùng cái sản phẩm này của những con thương hiệu mà có tên tuổi như là của thương hiệu WinSky. Các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ đa dạng chủng loại, phong phú về mẫu mã. Phần lớn các sản phẩm tham gia hội chợ là hàng Việt Nam, nhiều nhất là nhóm hàng tiêu dùng phục vụ dịp Tết như bánh kẹo, mứt, đồ uống, trà, thực phẩm chế biến, đóng hộp, hàng dệt may, thời trang, v.v. Đây cũng là nhóm hàng thu hút đông đảo người tiêu dùng dùng thử sản phẩm và mua sắm. Diễn ra từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2, tức ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 âm lịch. Hy vọng hội chợ sẽ đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Đi tham quan từ hồi chiều đến giờ nhưng mà thấy hàng hóa nên là năm nay là rất là tốt, mà rất là thuận lợi, mà buôn bán rất là sầm uất hơn năm ngoái nhiều. Với lại là giá cả thì nó cũng hợp lý, mà khách khứa bán hàng thì tiếp cũng rất là ổn định. Theo chủ trương của thành phố về việc thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch, ban tổ chức đã triển khai phòng dịch tại hội chợ như đặt các bàn rửa tay sát khuẩn tự động, phát khẩu trang miễn phí tại các cổng ra vào, đồng thời phát thanh thường xuyên nhắc nhở việc đeo khẩu trang đối với doanh nghiệp và người dân khi tham quan mua sắm tại hội chợ.